Kênh Thầy Duẩn xin chào tất cả mọi người. Trong video này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách lấy lại các cái file văn bản Word mà khi chúng ta chưa kịp lưu một cách nhanh chóng đảm bảo thành công 100%. Thì có những cái trường hợp cái file Word mà chúng ta chưa kịp lưu, ví dụ như là máy tính bị tắt đột ngột này, hoặc là chúng ta vô tình chúng ta đóng vào cái nút Close này và chúng ta chọn nhấn nhầm vào nút Don't Save này. Đấy. Thế thì cách thực hiện như nào, chúng ta sẽ tiến hành ngay sau đây. Rồi chúng ta sẽ tiến hành khởi động phần mềm Word. Điều lưu ý đầu tiên ở đây, nếu muốn đảm bảo thành công 100% trong quá trình chúng ta khôi phục lại những cái file văn bản Word mà chúng ta chưa lưu, thì chúng ta cần phải thiết đặt các tùy chọn Auto Save cho phần mềm Word. Ở đây chúng ta sẽ chọn vào phần file, thẻ file nhé. Tiếp theo chúng ta chọn vào nút lệnh là Option đây, cái mục Option đấy. Cửa sổ phần của Word Option xuất hiện. Chúng ta chọn mục Save. Tiếp theo chúng ta sẽ tích vào cái phần Save to Recover này. Nhớ tích vào đây nha. Tiếp theo chọn tích vào Keep Slot nữa. Đấy. Cái thời gian này chúng ta có thể điều chỉnh xuống 1 hoặc là 2 phút. Lưu ý chúng ta cần phải tích vào hai ô trống này nhé. Sau đó chúng ta nhấn OK. Như vậy là chúng ta đã thiết đặt được cái tùy chọn Auto Save cho phần mềm Word rồi. Cái việc này chúng ta chỉ thực hiện một lần thôi. Sau đây chúng ta sẽ đưa một số cái nội dung văn bản vào đây để chúng ta sẽ thử kiểm tra trong trường hợp nó chưa lưu. Chúng ta sẽ đưa một đoạn văn bản vào đây. Ví dụ như là rồi, kênh Thầy Duẩn kính chào tất cả mọi người. Đấy. Thế thì trường hợp này mình sẽ đóng văn bản và sẽ nhấn vào cái nút Don't Save. Giả sử trong trường hợp là vô tình bấm nút đấy, chúng ta tiến hành. Rồi chúng ta sẽ tiến hành khôi phục. Chúng ta khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word, chọn blank trang trống để mở ra. Và đây chúng ta sẽ thực hiện cách đầu tiên, và cách này sẽ áp dụng cho các phiên bản phần mềm Word từ 2010 trở lại đây. Chúng ta chọn vào file, chúng ta chọn vào mục info. Tùy từng phiên bản của phần mềm thì chúng ta sẽ thấy cái mục info nằm ở từng vị trí thích hợp ở trên đây nhé. Tiếp theo chúng ta chọn vào phần manage document, chọn phần recover and save document, chọn đây nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn cái phần mà chúng ta cần khôi phục. Nếu giả sử trong trường hợp mà chúng ta không nhớ cái nội dung thì mọi người lưu ý quan sát cái phần thời gian ấy. Thì thường thường cái file văn bản mà chúng ta chưa lưu thì nó ở gần nhất thôi, chúng ta cần phải khôi phục lại. Ta chọn đây, ta chọn Open. Đấy, như vậy là cái nội dung văn bản này nó đã xuất hiện trên này. Và chúng ta có thể nhấn chọn được Save As để ta lưu cái văn bản vào cái thư mục mà chúng ta cần lưu, đặt tên và nhấn Save. Hoặc là ngoài ra chúng ta có thể là sao chép cái đoạn văn bản này và chúng ta chuyển về cái trang văn bản document đây, chúng ta dán ra đây và chúng ta lưu như bình thường. Đấy là cách đầu tiên. Cách thứ hai thì sẽ áp dụng với những trường hợp đó là các phần mềm soạn thảo văn bản Word từ 2007 trở lại đây. Chúng ta cũng thực hiện tương tự, chúng ta nhấn chọn vào file, chúng ta chọn vào mục Open. Và đây chúng ta xem, chúng ta kéo cái thanh scroll bar này xuống, thanh cuộn này. Và ở phía bên dưới cùng này, chúng ta nhìn thấy cái phần là Recover and Unsaver Document. Chúng ta chọn đây. Rồi, cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn cái tệp ASD, cái file ASD. Và ta chọn Open. Rồi, như vậy là cái tệp ASD đã xuất hiện ở đây.
và chúng ta thấy cái nội dung văn bản mà chúng ta cần phải lưu mà ban nãy chúng ta vô tình bấm vào nút chưa lưu, nó xuất hiện như này trên đây. Chúng ta thực hiện như vậy, tương tự như ban nãy là chọn server S và chọn vị trí lưu và đặt tên mà chúng ta lưu đấy. Hoặc là ngoài ra chúng ta cũng thực hiện lại thao tác ban nãy là copy, sau chúng ta đóng cái nội dung này lại, chúng ta dán vào đây và chúng ta lưu lại. Trường hợp này mình sẽ không lưu nhé. Trên đây là cách khôi phục lại file Word khi chưa lưu một cách nhanh chóng, đảm bảo thành công 100%. Hy vọng sẽ hữu ích cho tất cả mọi người trong những trường hợp bất khả kháng xảy ra. Nếu mọi người thấy hay thì hãy để lại cho video của mình một lượt thích, một comment, và những ai ghé thăm kênh lần đầu thì hy vọng mọi người để lại cho mình một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thank you.